Cải này về đã quá bạn ơi, tốt quá nè. Dạ dạ nè, cái này nó có cái nồi nè các bạn, cây cải mà có đội cái nồi. Cái này chú Tòng sao mà tốt hay ghê chú Tòng ơi. Tiếng giữa là cây nhã, cái vòng vòng cái đất. Cái này có gì mình trồng nhã mà trồng hàng bông phụ thêm á. Tết nè, cái trồng cải bán. Nhớ mười mấy cây đi, 12 cây đi. Mấy cây à? Nãy đúng một chục đi. Chưa bán ai đây hả? Để mở hàng cho bán đất. Ừ. Rồi nặng lắm. Nặng dữ lắm. Ừ nặng lắm. Nặng cây có ký mấy á. Cây mấy. Nặng dữ lắm. Trên bạn trên đây, cái này nè các bạn. Rồi. Đây cái bắp. Cái bắp tròn tròn như cái chén á. Nó thấy cái đọt, có cái đọt nó nhổ. Đã ghê luôn á. Có cái bắp ăn nó giòn. Phải có mua dắt chè quay phim cho tới. Giờ nắng quá. Nắng quá chói quá. Cái này là cô tàu mấy tháng rồi cô? Tháng mấy, gần 2 tháng à. Nhanh. Tao thấy ham mà kia có cải nấu canh hay gì đó kia nữa. Ờ. Đủ thứ hết trơn rồi. Trời ơi trồng này vậy chứ. Ôi tùm lum hết trơn. Có bác không muốn không? Người muốn đâu? Người muốn mà mới nó còn nhỏ. Vậy hả? Bự không? Ờ. Chưa có bự. Cái đất này cái biết của em rồi, có đóng gì em trồng lên thế nào. Của em trồng nhã hả? Ờ. Đất này tốt quá, đất này đất vàng tốt quá. Làm cây gì cũng tốt hết trơn. Rồi được nhiêu cây rồi đúng chưa? Cây này đã ghê không? To ghê không? Này về làm cải ngon lắm các bạn. Dưa, dưa cải, dưa cải ngon lắm. Rồi nhiêu cây rồi, đếm đi nhiêu cây rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Đằng kia 2 cây 7. Nè các bạn. Cái này mình được chọn từ ngay tại gốc luôn. Té luôn. Nó cứng nhất à. Chắc không? Này tại sáng không có tưới nè. Này làm dưa ăn hoa hình ấy rồi nè, tại vì xịt thuốc lâu rồi. Dạ. Xịt thuốc hôm nay lâu quá thì bị sâu. Ăn tết ăn tết sớm chút đi. Này này có xịt thuốc sâu nhưng mà lâu rồi cho lâu nên rồi là đó. Mình ăn không sao. Không sao. Chín rồi, chín cây rồi. Chín cây. Cúc đây ít bị sâu, cúc đẳng sâu cỏ nhiều quá, sâu quá tới sâu luôn. Ở đâu sâu chứ? Cúc đẳng bị sâu nhóc hết. Nhìn nó tinh lộ. Sâu mới tốt đó, biết sao? Ở ngoài báo lộc á. Dạ. Chú ở ngoài báo lộc á, người ta trồng cải người ta xịt thuốc xong xuôi cái ngày nào người ta đi bán người ta bắt con sâu người ta bỏ vô cái cải. Đừng cho nó, người ta nói là cải không có tờ học ờ không như thuốc. Cái này không chuyên nghiệp mà cái đắp bự 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 không à. Nhớ em mới nói vậy là người ta đi bán người ta bắt con sâu người ta bỏ vô, người ta để người ta ngồi vậy cho người ta thấy có con sâu cái người ta mua. Rồi nhớ đủ cải chưa, cầm đi, cầm gom cải về đi. Có 2 bịch kìa, có xin 3 bịch kìa. Ừ. Xin với con chủ tiệm kìa.
Mình lấy ra mình phơi cho nó héo vậy nè các bạn. Mình mới ăn dưa được. Ồ, cá này yêu nhiêu quá hả? Nhiêu ký? Con kêu cậu bán 10 ngàn ký. 10 ngàn ký mà con đốc hả? Ừ. Con mua chợ không cài có... Ủa, con thấy bạn con mua chợ không cài có 8 ngàn ký hả? Từ trong luôn á. Mà tốt hơn này nữa, vô vui làm rồi. Không phải, tại vì cái cô này cổ không chưa bán lần nào hết trơn. Không biết bán nhiêu ký. Nào mình mở hàng đầu tiên. Mà mình cũng không biết nhiêu ký luôn, tại vì mình đâu có mua ngoài chợ đâu các bạn. Mình không cổ hỏi mình con có mua ngoài chợ lần nào không, biết nhiêu ký không. Mình không biết, mà mình cũng cổ cũng không biết nhiêu ký luôn, thì cổ bán đại thôi. Cái này nó héo nè. Cái này để trên nó héo được rồi nè. Cái được nước nè. Đảo đi khơi. Coi nè các bạn, bạn coi nè, nó có cái nồi nè, đây, nguyên cái cục này nè, gọi là cái nồi nè. Cái nồi này thì mình nhúng nó hơi lâu chút xíu. Cái nồi này nguyên cái cột bự nữa các bạn. Mình nhúng nó lâu lâu chút xíu. Nhúng vậy cho nó chết trùm. Cho nó héo. Cho mình dễ làm vậy được rồi Dung, đừng chín quá, chín nó bấy à. Dạ. Giờ. Chín nó bấy hết. Có người ta làm bán ngoài chợ á, không biết người ta làm sao mà sao nó bấy hết trơn à. Ngay cái đọt á, ta luộc nhiều quá. Ngay cái đọt thì sao nó bấy hết trơn à, mà cái lá này cũng bấy nữa. Tới lúc mà người ta bán cái người ta cắt có khúc gì mà nó mất cái này nha, nó mất cái nồi mà cắt có khúc gì ta bán mình, còn cái lá này không có luôn. Gì làm gì bỏ lá à, cái này mình làm mình ăn á các bạn, như một cả nhà mình ăn nhân hai cái này là một cây cải là ăn dư sức quả cầu luôn, ăn một ngày cả nhà ăn một ngày. Để một cây cải cần chua. Chua dữ lắm chưa không. Ví dụ như mình cảm thấy nó vừa, cái mình không muốn chưa nữa mình lấy bỏ tủ lạnh. Vì sao làm, vì sao để uống nhiều người ta, để nó nhiều xuất khẩu được luôn á. Dạ. Họ không hư. Vì làm tới ăn tới 20 mấy luôn, 16 chưa hết nữa đó. Cái này mình bỏ tủ lạnh á, vì sao ăn được lâu. Vì sao chế miếng giấm. Vì đường nó muối hơi mặn mặn nha. Vậy là nó lâu ăn hoài nó không hư. Còn không có muối nó mà hư á. Nè đây nè các bạn, đây có mấy cây đây, cái lá đây là lá củ cải trắng, mình làm muối luôn các bạn, mình làm muối cái lá củ cải trắng này luôn. Lá củ cải trắng này là muối chua ăn được, nhưng mà tại vì mình không có để mình ăn á, không ở ngoài chợ đâu có bán đâu, ngày xưa không có gì ăn, người ta lấy này người ta làm luôn. Ôi, cái này nguyên luôn nè. Nó ấy trong đây luôn nè Dung. Nó có cây trong đây luôn nè. Mẹ tắt rồi mẹ. Cái nồi nữa bạn. Cái này bự. Cái nó bự nữa đó. Nó hơi đốt đốt gì đây kìa. Quá cái nó nhự. Cái nồi bỏ vô cái nồi.
cái này cái nồng dữ rồi vô. Dì Sáu thì kêu bằng cái nồng. Mẹ mà thì kêu bằng cái nồi. Ký đường lấy ký à. Rồi rồi, đây là bí quyết nha các bạn. Đây me, me này là mẹ mình gỡ hộp ra rồi. Đây là me nè các bạn, đây là bí quyết làm cho dưa cải nó ngon. Cái này rồi coi tiền đi nha, có lên mẹ lượt nước me. Cái dặn xuống là xong. Rồi, xong rồi. Để ngày mai ăn được rồi. Đây là nước dừa nè các bạn. Nước dừa nó soi tim này. Thịt này nãy giờ là dì Sáu ướp rồi. Đừng dịu gì hết các bạn. Để cho nó phần cái này lên nó sôi lên, cái mình vớt bọt là nước nó trong. Còn nếu mà mình dịu dịu là nước nó không trong. Trứng cút mình lột xong rồi các bạn. Giờ mình bỏ vô kho lâu lâu cho nó dai nên nó ngon. Càng mình kho lâu với lại mình kho cứ mình cứ hâm đi hâm lại là nó dai nhách hờ, mình khoái ăn vậy lắm. Ngon ghê chưa các bạn? Cái màu nó cũng vừa đẹp mà nó cái nước nó trong, các bạn thấy không? À, là hồi nãy mình chế nước dừa tới đây nè. Xong rồi nó sắc xuống tới đây là nó đẹp á, chứ không có chế nước màu. Nước màu thì cũng từ nước màu dừa nhưng mà không có chế. Cái màu nó đẹp, nó trong. Ngon không mẹ? Ừ. Xin mời các anh chị và các bạn ăn thử. Ngon, vừa ăn lắm. Giờ sắt đập đập. Vừa ăn lắm các bạn. Miếng đường, miếng tỏi, miếng ớt vậy trời chút xíu tan đường là ngon hả mẹ? Ừ. Nhìn giống cộng dây chuyền ngọc trai không các bạn? Ăn với dưa cải. Mấy trứng cút? Này chắc chừng hâm mấy trứng rồi, chưa không có múc hết. Múc hết chắc hai cọng dây vậy. Ủa như đi đũa hết à? Nay ăn món ăn ngày Tết nè ba. Này đeo sẻ gần cổ luôn. Nhìn ngon quá. Có nước dừa không là nó đỏ à? Ngon ha. Xin mời cả nhà nha. Ủa? Xin mời cả nhà. Thôi ăn đi. Cái này thịt rồi. Cái này thịt luôn rồi.
hồi nhỏ các bạn mình ăn á, toàn mình ăn cái miếng thịt này mình lấy thịt không à, mình không có lấy mỡ, mình bỏ mỡ lại cho chai mình ăn. Ăn gì sao? Với lại cái khổ qua ăn nhân thôi mà. Đúng rồi, khổ qua thì ăn nhân, còn thịt kho rượu thì mình ăn thịt, mình bỏ mỡ. Khổ qua thì bỏ cái trái khổ qua. Nhớ Tết tới à? Nôm nôm. Nôm không? Hồi đó mẹ còn nhỏ, em Tết không có ăn gì hết, chỉ ăn dưa cải với thịt heo kho rồi thôi, còn tép cá tôm rồi này kia thì bình thường. Còn ăn món chánh là có hai món này à? Là bình thường đâu có tiền mua hai cái này. Với lại không có cải bán nữa. Bà ngoại á, bà nhận một hộp dưa cải gần 3 ký vậy đó, cái mua thịt gần 5-7 ký thịt heo vậy thôi, một nồi ăn hết cái tết rồi, cái chấm dưa cải ăn với thịt kho rồi tép hơi khô, tôm kho tàu rồi này cái vé lăn vặt ở vườn nha. Còn chỉ món chánh chỉ có mua là dưa cải với thịt heo nhiều quá. Ủa thịt heo sướng không chị mẹ, hay là còn cao hả? Thịt heo quá. Còn giá còn cao không? Còn. Trời, mở ra kho sáng nhìn nó mềm xẹo tơi rồi ngon à. Kho rượu mà phải mở phải mềm vậy nè. Thôi vậy mới ngon, kho rượu sộp ăn nổi. Xin mời các anh chị và các bạn nha. Em kiểu sao mềm đục vậy? Hồi đó thì con không bé ăn mở được, giờ ăn mở được rồi. Hồi đó tưởng là mở không ngon, ai ngờ là mỡ ngon. Mấy hồi đó ai lớn tuổi á, cái không có răng, cái mua thịt ba chỉ về kho rượu hả mẹ? Ăn kho chỉ ba chỉ còn mới ngon, mà ba chỉ nhiều khi mình mua sớm thì còn mình mua muộn nó hết. Hết thì con thấy có người kho ba chỉ, có người kho thịt đùi, kiểu cũng có thịt có mỡ, nhưng mà ta chỉ hiểu ngon hơn. Thôi mình lộn vậy nó là già ăn ngon. Ăn mà không được, ăn mới được. Mà sao mình kho gì nè, cái mỡ ăn mới béo. Còn như mình kho bình thường của mình sao mỡ không béo? Mình kho khô á, mình kho khô á. Có cái loại này kho khô đó. Chắc mới muốn lắm mà. Béo. Giờ nó sắc mắm mắm, tao khô khô, tao để luôn, không chế nước. Nó tất cả luôn. Ăn dưa cải thì hết. Dưa cải này về là ăn dừa, để chua quá ăn ê răng dữ lắm. Dưa rồi, dưa ăn ghê luôn các bạn. Còn mấy cái nằm của nó vô thật là chua, nó mới chua. Thật là chua nó mới ngon. Còn mấy cái nồi á, mình mấy cái nồi bây giờ ăn không ngon các bạn. Cái nồi bây giờ ăn nó còn hơi hăng hăng, nó còn hơi cay cay. Cái nồi là cái gì vậy ba? Cái nồi là cái trứng giữa á. Trứng giữa nó tròn tròn. Tròn tròn trứng giữa á. Còn giờ mấy cái lá này là ăn vừa ăn dữ lắm. Nó chua vừa lắm. Nó không có bị chua thiệt nhiều. Mà cái lá này nè. Nó nằm mà đắng lắm đâu à. Lá y nguyên nè, không có bị... Hồi đó không có bị rách nha. Tôi kêu má tôi, tôi hỏi má tôi chứ mua cải lựa làm sao. Cái má tôi nè, mua cải lựa ở trăm nó tròn như cái chén vậy, cái lá rồi nó mới non, nó ngon, cái dừa nó không có bị nát cái lá. Có tôi đi chợ mua dưa rải cái lừa cái tròn như cái chén như vậy hơn tôi mới lấy, mà cái đó năm sáu bữa nó mới chua, nhưng giờ là còn nằm còn cay. Má thì nói có vậy nó mới non, nó ngon á, cái đó nó úp lại nó ngon lắm. Nó chưa có cái đó là già mà chưa có đó chưa già không ngon, nó không có cắt ra trong mấy cái đó nó non mới ngon. Vậy là tại cái loại nó là cái cải già nó mới có cái nồi, tại cái nào loại là nó tới nó già là nó có cái nồi. Giống như cải gì đó, cải bắp. Đúng rồi. Cái cải ngọt á, người ta còn gọi là cái cải gì á. Cái bẻ dúng hả?
cải ngọt, cái bông ra cái bông á, người ta gọi là cải gì nè? Bông cải. Không phải. Cải ba xanh hả? Không phải. Cái cải ngọt mà ra cái bông người Tàu người ta hay ăn á. Gọi là cải gì quên rồi. Nó ra như vậy người ta mới ăn. Cải này nó kêu cải sần sải nè. Cái mình vô. Cái gì vậy? Sần sải. Tần sải hả? Ừ. Cải tần sải. Cái này chỉ tần. Tần sải á. Nào giờ mình biết là cải mần dưa chua thôi chứ mình không có biết tên đó. Cái thằng xài con không biết đó. Tên ừ. Hồi xưa chị nghe bà nội nói á, bà nội gì á à, bà kể á chứ thôi gì cũng không rành. Thôi mẹ có kêu cải mần dưa không? Nó kêu cải thằng xài là mần dưa. Cải mần dưa, cải nấu canh à, vậy đó thôi tên. Cải ngọt, cải cải ngọt, cải đắng con cũng kêu vậy, con kêu cải ngọt nè à. Với cải ăn bánh xèo là cải xanh kêu vậy thôi à. Cải giống, cái ngọt thì cải giống. Những khi cái tại cái lúc dễ cái gì quá vậy? Dạ, cải giống. Không phải cái lát hả? Mình salad. Cái vậy là mẹ cũng là mẹ đặt tên cải lóc dĩa nè. Cải bánh xèo nè. Ừ, rồi cải làm dưa nè. Tự cải lóc dĩa là kêu cải mấy cái giống giống tôi kêu cải lóc son. Cho người ta đẹp thì chết không kêu. Xin cải ớt dĩa. Ngon quá. Con cũng thèm, con thèm cái gì muốn tiêu rồi, cái này cái hợm. Món gì cải thì thịt kho. Thịt kho, con thèm thịt kho hổm nay rồi. Nhưng mà con nói hết là Tết cũng ăn. giờ mình ăn sớm. Kho này cũng lâu lắm, đâu thời gian lâu đâu mà kho. Thôi sáng giờ. Mận này cũng lâu nữa. Hai này phải đi chung ăn mới ngon. Còn thịt kho rượu không thì ăn không ngon. Hai này đi chung ăn không ngán. Ăn cả không ngán. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu các bạn thấy thích thì nhớ like và nhấn nút đăng ký để xem những video tiếp theo của mình. Còn bây giờ cả nhà mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn.